Chào cô chú và anh chị, hôm nay Tâm lại giới thiệu cho gia đình mình một căn nhà độc lạ bình chánh luôn nha cô chú anh chị. Một căn nhà vừa độc, vừa lạ, vừa rất là hợp lý luôn cho gia đình mình. Thì căn nhà này nằm trên trục đường Đoàn Nguyễn Tấn, Hương Lộ 11, đối diện với lại trạm y tế, đối diện với ủy ban xã Hưng Long. Và từ chợ Hưng Long gia đình mình di chuyển vào bên trong nhà chỉ có 500m thôi. Và di chuyển ra chợ trường cấp 1, cấp 2 chỉ có 5 phút và trường cấp 3 là 10 phút. Và trường đại học kinh tế, trường đại học public, trường đại học văn hiến chỉ có là 15 phút thôi. Rất là gần luôn cô chú anh chị ha. Và xung quanh ở đây thì buổi tối thì có chợ đêm, khu vui chơi trẻ em, cực kỳ là thoáng và mát. Đường trước nhà đây cô chú anh chị ơi, đường trước nhà là đường thông 4m, xe hơi, xe tải vào đến tận nhà luôn. Và có cống thoát nước đầy đủ luôn, cống né mình nha cô chú anh chị. Thì căn nhà này á là từ các quận trung tâm, gia đình mình di chuyển lên trên nhà chỉ mất khoảng là 25 phút theo tuyến đường chính là quốc lộ 1A. Hoặc là cô chú anh chị mình cũng có thể di chuyển từ quận 7 Nhà Bè, quận 8 lên trên nhà chỉ mất khoảng 25 phút theo tuyến đường chính là quốc lộ 50. Và được cái căn nhà này tại sao Tâm nói là độc lạ, độc ở đây là như thế nào, là quá dài. Lạ ở đây là với một cái thửa đất cực kỳ là đẹp luôn, với một cái thửa nhà là 883 là phát tài nha cô chú anh chị. Thửa quá đẹp luôn, phát tài 883. Và đã có số nhà luôn, số nhà là nhất tài nhất phát. Ôi giời ơi, hội tụ những tinh hoa, hội tụ những cái gì nó hay, nó hợp lý và nó lạ luôn. Và lạ hơn nữa là cô chú anh chị ơi, mình có một cái sân bóng mini ở trên lầu luôn cô chú anh chị. Đó, quá là ok luôn, sân bóng mini ha. Thì căn nhà này với kết cấu là một trệt, một lầu, một sân thượng, với công năng sử dụng là đường trước nhà là đường 4m, xe hơi, xe tải vào tới tận nhà luôn. Và có một cái sân trước là 7m cô chú anh chị. Sân trước đây là xe hơi, xe tải mình chạy thẳng vào bên trong nhà luôn. Và có được là một phòng khách, một phòng bếp, một cái sân sau, giếng trời cực kỳ là rộng luôn. Với 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 4 cái sân thượng, có một cái sân bóng đá mini trên sân thượng của mình luôn. Thì là quá hợp lý cô chú anh chị ạ. Mà cái số thửa nhà đó là 883 là phát tài nữa kìa. Wow, quá là hợp lý luôn. Và số nhà là nhất tài nhất phát. Đó, cái nào cũng thấy phát hết ha. Thì căn nhà này phát thiệt. Thì diện tích của căn nhà này là 4m, dài 35m. Tổng diện tích sàn thôi là 140m2 và nhân lên cho 4 cái sân thượng thì quá trời không biết tính luôn cô chú anh chị ha. Đó, thì căn nhà này cô chú anh chị mình yên tâm, có cống thoát nước đầy đủ hết nè. Rồi đường xá thì thông thoáng, không bị ngập nước, không bị kẹt xe và cũng không bị trộm cắp gì hết cho gia đình mình, nên rất là hợp lý luôn. Và thích nhất là cái thửa trước giờ là 883 là phát tài cô chú anh chị ạ. Và ở đây thì điện nước wifi đầy đủ luôn. Nước ở đây cực kỳ là mạnh nha cô chú anh chị. Đó, vào bên trong thì có nước rồi, nên là cô chú anh chị mình yên tâm, nước đây là nước sạch, nước máy luôn nha. Rồi, ở đây là không gian của phòng khách, không gian của sân trước. Thì trước khi vào phòng khách thì có sân trước đây rất là rộng, được ốp gạch chống trơn trượt hết rồi. Ở ngoài thì có lớp cửa cổng cô chú anh chị ha. Mình hạn chế được cái sự an toàn cho gia đình mình rất là tốt luôn, vì cửa cổng đây rất là kiên cố và chắc chắn. Bên trên thì Tâm ốp là trần la phong, chống cháy và cách nhiệt cực kỳ là sang cho gia đình mình luôn. Và khu dân cư đây rất là yên tĩnh, rất là an ninh cho gia đình mình. Để đồ, để xe, để quên, không bị mất xe cô chú anh chị, chỉ mất trái tim của mình thôi. Thì như nhiều khi là hàng xóm láng giềng thân thiện giữ xe giùm, nên là mình thấy sao động, mình thấy cảm mến đó, nên là rất là hợp lý cho gia đình mình. Rồi ở đây thì cô chú anh chị có mặt dựng bằng đá bóng kiến rất là đẹp luôn cho gia đình mình, rất là sang. Và căn nhà này thì cực kỳ là thoáng và mát luôn, do là gió lùa vào cô chú anh chị thấy gió rất là mạnh luôn ở khu vực này. Nhà ở hướng đông nam đó, thuộc về đông tứ mệnh cho gia đình mình, với mức giá chỉ có 2.550.000.000 thôi cô chú anh chị, còn thương lượng mạnh cho gia đình mình luôn. Và ở đây thì cô chú anh chị mình yên tâm, có một căn nhà độc lạ bình chánh luôn nha cô chú anh chị, quá là đẹp luôn. Và đây thì tiếp đến là có lớp cửa 4 cánh để bảo vệ cho gia đình mình, cửa kính nha cô chú anh chị. Và vào đây thì không gian của phòng khách thì cực kỳ là thoải mái, do có được một bộ đèn led rồi đèn pha lê, một cái bộ đèn hiện đại cực kỳ luôn ha. Rồi ở bên dưới thì Tâm ốp là tất cả là đá bóng kiến là 80 nhân với 80, vân may cho gia đình mình rất là đẹp luôn. Và cô chú anh chị ơi, về mình sở hữu mình tên mình đứng trên đất. Và thửa nhà này á cô chú anh chị, thửa nhà này là 883 và full thổ cư 100% luôn. Có những căn nhà cô chú anh chị mình mua từ Bình Chánh, Long An thì nửa
đất vườn, nửa đất thổ cư, còn đây là 100% là thổ cư hết, nên cô chú anh chị mình yên tâm. Nhà rất có giá trị ha cô chú anh chị. Rồi ở đây thì có được một bộ sofa bên Tâm tặng hết cho gia đình mình. Bộ này 10 mấy triệu cô chú anh chị ơi, tặng luôn, tặng hết luôn, không có chừa cái gì hết nha cô chú anh chị. Tặng từ A tới Z trừ Tâm ra thôi. Rồi ở dưới đây cầu thang thì có được là một cái hầm để gia đình mình có thể để đồ, để vật dụng, hoặc là một cái nơi để nhà banh, làm nhà banh cho trẻ nhỏ cũng rất là hợp lý luôn cô chú anh chị ạ. Rồi ở đây thì có được là một cái phòng ngủ rất là dài. Một cái phòng ngủ này dành cho những cô chú lớn tuổi, mình hạn chế lên cầu thang, và có một cái ông tiền cực kỳ là to. Và phòng này là 30m2 cô chú anh chị, ngang 3 dài 10 luôn, cực kỳ là rộng cô chú anh chị ha. Rất là rộng và rất là thoáng, có đèn ngủ nè, rồi hệ thống gạch thông gió rất là mát cho gia đình mình, cực kỳ là yêu thương cho gia đình mình ha. Rồi thì căn nhà này từ ngoài vào trong, từ ngoài sân trước đến trong nhà ở bên trong luôn thì được ốp gạch hết. Bên Tâm có xưởng bán gạch luôn, vật tư đầy đủ hết cho gia đình mình, nên cô chú anh chị mình yên tâm, bên Tâm không bao giờ tiếc, không bao giờ xây dựng mà tiếc của để mà xây dựng hạn chế nha. Nhà mái Thái thì bên Tâm ốp gạch, nhà châu Âu thì bên Tâm sơn, làm lên tường đầy đủ hết cho gia đình mình, tùy theo mẫu. Có những căn nhà Tâm ốp gạch hết nguyên căn nhà luôn, nên cô chú anh chị mình yên tâm, bên Tâm có đội thiết kế, đội thi công, rồi có xưởng gạch, rồi có xưởng sắt, đầy đủ hết cho gia đình mình ha. Rồi ở đây thì có được là một cái nhà vệ sinh tích hợp với phòng tắm, và bên Tâm thì hỗ trợ hết cho cô chú anh chị giấy tờ pháp lý, thủ tục thuế má hết nha cô chú anh chị, không cần đóng bất kỳ một cái khoản phí nào hết. Và ở đây thì bảo hành cho gia đình mình 12 tháng luôn về kỹ thuật xây dựng. Và nếu cô chú anh chị nào mà yên tâm mua nhà của bên Tâm rồi thì sẽ biết là bên Tâm sẽ hỗ trợ gia đình mình từ A tới Z. Wow, quá tuyệt vời luôn ha. Rồi ở đây thì không gian của bếp thì có hệ thống tủ bếp trên và tủ bếp dưới, mặt bếp bằng đá đầy đủ hết cho gia đình mình. Ở đây thì có cửa lùa của bếp, và có hai bồn rửa, một bồn rửa bát và một bồn rửa rau cho gia đình mình riêng biệt luôn ha. Riêng biệt rất là thoải mái luôn, muốn rửa đâu thì rửa, thì rất là rộng luôn. Và khi mà có tiệc tùng thì cô chú anh chị mình tổ chức ở trong nhà nha, từ ngoài phòng bếp cho đến phần sân sau nhà mình cũng được 5 bàn cô chú anh chị ạ. 5 bàn ở bên ngoài sân của mình là 2 bàn, và ngoài mặt đường mình thêm 7 bàn nữa. Wow, tổ chức tiệc là thôi thoải mái luôn nha cô chú anh chị ha, thoải mái con gà mái luôn. Rồi thì ở đây là phần sân sau mình, bên Tâm cũng ốp hết cho gia đình mình là trần la phong, rất là đẹp luôn, và chống cháy nè, rồi được cái là cô chú anh chị mình cách nhiệt nữa nên rất là mát luôn. Rồi khu vực đây là phần sân sau nhà mình với những cây trúc quân tử và những cây hồng leo rất là đẹp luôn. Và bên trên thì dàn nguyên một cái dàn khung sắt để cho gia đình mình có được một nơi để phơi đồ, hoặc là một cái nơi để mà cô chú anh chị mình có thể treo lan đó, rất là hợp lý luôn ha. Ở ngoài đây thì cũng được ốp gạch hết và có vòi nước để mình có thể tưới cây, rửa bát ở khu vực ở ngoài đây, rất là tiện ích. Và tặng cho gia đình mình một bộ bàn ăn 6 ghế. Bàn này rất là to nha cô chú anh chị, 1m rưỡi, thì cô chú anh chị thấy 1m rưỡi bỏ vào trong không gian của phần sân sau nhà mình thì nó nhỏ nhoi, nó không có xi nhê gì so với cái độ dài, độ to của căn nhà này ha cô chú anh chị ha. Và gió lùa vào cực kỳ là mát luôn đó. Những lam cầu thang để cô chú anh chị mình, những lam cây để cô chú anh chị mình có thể là trang trí, để những cái bình hoa nhỏ nè, để những vật dụng, những cái con quà lưu niệm để lên thì rất là sang cho gia đình mình ha. Rồi ở nhà mình á thì tới 4 cái phòng ngủ và một phòng thờ thì cực kỳ là to cho gia đình mình luôn. Khu vực đây để gia đình mình để máy giặt, ống nước vô, nước ra và ủ cắm, giặt đồ xong mình phơi đồ ở phần sân sau. Mời cả gia đình mình cùng lên trên lầu. Thì khi mà cô chú anh chị mình ra thì thấy hành lang đây với những cái đồng tiền đầy đủ hết cho gia đình mình, cực kỳ là sang. Đó, không thiếu thứ chi, chỉ thiếu mình đi. Cô chú anh chị mình về đây ở thì quá là hợp lý ha. Rồi cầu thang thì có bậc tứ cấp nè, để mình có thể để đồ của chú anh chị đầy đủ hết cho gia đình mình, không thiếu thứ chi đó. Và cầu thang đây bằng đá hoa cương của chú anh chị ạ, bằng đá hoa cương thì khi mà mình đi lên rất là thoải mái, và hai bên đều có tay vịn bằng gỗ căm xe cho gia đình mình nên rất là hợp lý đó. Rồi thì ở đây, khu vực đây là phòng ngủ thứ nhất dành đến cho gia đình mình, hoặc mình cũng có thể làm phòng thờ ha cô chú chị. Phòng thờ đây cực kỳ là thoáng luôn đó, phòng thờ đây cực kỳ là thoáng nha. Đó thì
30m2 và được len tường hết cho gia đình mình rồi. Ngoài đây thì có cửa sổ đó, cho gia đình mình ha. Khi mà ra ngoài đây thì mình có một cái sân để cho gia đình mình nhậu nhẹt ở ngoài đây, rất là thoáng mát luôn. Đó, cực kỳ là thoáng và cực kỳ là thoải mái. Một cái khoảng sân đây, đó, sân thượng đây cho gia đình mình ngồi nhậu và được chạm cỏ nhật hết rồi. Đó thì cô chú anh chị mình có được một cái nơi để ngồi mình vui chơi hoặc là nơi để cho bé chạy quanh quanh ở khu vực này. Đó rất là tuyệt vời. Thấy cỏ vậy chứ chưa phải là sân bóng đá mini nha, sân bóng đá mini còn trên sân thượng cô chú anh chị. Đó thì rất là thoáng và mát luôn cô gia đình mình. Và cô chú anh chị mình thấy được một cái căn nhà cực kỳ là thoải mái. Xung quanh thì dân cư đông đúc nè, rồi nhà thì là quá kiên cố và là quá là lạ luôn ha cô chú anh chị ha. Lạ nhất cho gia đình mình là có một cái sân bóng đá mini. Rồi ở đây thì nhà vệ sinh đầy đủ hết cho gia đình mình luôn nha cô chú anh chị. Gió lùa rất là mạnh luôn ha, gió lùa cực kỳ là mạnh luôn cô chú anh chị ơi. Rồi ở khu vực đây là phòng ngủ thứ hai dành đến cho gia đình mình. Phòng ngủ này là 20m2, đầy đủ hết. Đó, có dây chờ máy lạnh, đèn ngủ, đèn ống tiếp 1m2 và dây cáp TV. Rồi khu vực đây là phòng ngủ thứ ba dành đến cho gia đình mình ha. Phòng ngủ này cực kỳ là thoáng mát nè. Đó, có đèn ngủ nè, đèn led, rồi đèn ống tiếp 1m2. Rồi đây là khu vực phòng ngủ thứ tư có nhà vệ sinh riêng biệt luôn cho gia đình mình. Đó, phòng ngủ này cô chú anh chị mình thấy cực kỳ là thoải mái, có một cái nhà vệ sinh quá là ok. Đó, thì tổng căn nhà của mình tới 3 nhà vệ sinh và tất cả đều là bồn cầu liền khối hết cho gia đình mình, vừa thoáng vừa mát luôn. Và cái phòng ngủ này cô chú anh chị mình để được tới 4 cái giường ngủ luôn. Đó, 4 cái giường ngủ luôn ha. Rồi khu vực đây á, thì nơi để gia đình mình có thể là phơi đồ. Đó, phơi đồ hoặc trồng cây hoặc là có thể là mình để đây để mình phơ những chú cá ha, làm cá khô. Rồi mời cả gia đình mình cùng lên sân thượng trên. Đó, nhà mình toàn là sân thượng không à, nên là diện tích nếu tính tổng cộng luôn là trên 500m2, trên 500m2 với mức giá chỉ có là 2,5 tỷ, dưới 2,5 tỷ còn thương lượng. Vay được ngân hàng là 1,5 tỷ đến 1,8 tỷ đó cô chú chị ha. Đó thì gia đình mình nhìn đây là đường nhựa, song song với đường nhựa là mình có hai mặt tiền luôn cô chú anh chị ơi, rất là hợp lý cho gia đình mình. Đó, nên là rất là tuyệt vời. Và từ đường nhựa, từ nhà mình ra đường nhựa chỉ có 100m, đi bộ ra đó, có bán đầy đủ, rồi có trường học, có nơi giải trí vui chơi cho trẻ nhỏ. Khu vực đây để mình trồng cây đó, mình để đồ và phơi đồ thì quá là hợp lý luôn. Đây gió lùa vào rất là mát luôn cô chú anh chị ạ. Rồi khu vực đây thì có một cái khoảng sân thượng, có vòi nước để mình có thể là rửa sân ở đây nè. Rồi khu này cho bé nhỏ mình vui chơi hoặc là mình cũng có nhậu. Ở đây thì được một cái khi mà cô chú anh chị mình mời bạn bè tới nhậu thì có được đến là 4 cái chỗ nhậu quá lý tưởng luôn. Mình đổi chỗ giống như là mình đổi quán cô chú anh chị ha. Mình nhậu ở sân thượng thứ ba, hoặc là mình nhậu cái sân thượng thứ nhất, hoặc là mình có thể lên sân bóng đá mini ở trên sân thượng trên để mình nhậu, hoặc là mình nhậu ở ngoài đường của mình luôn, quá là ok luôn. Ở đây thì mình phơi đồ ha, đó, chuẩn bị khung sắt hết cho gia đình mình rồi, và rất là mát luôn cho gia đình mình luôn. Rồi ở đây thì mà cái gia đình mình lên sân bóng đá mini, một cái sân bóng đá này á rất là hợp lý cho gia đình mình luôn. Đó, và rất là mát ha cô chú anh chị ha. Và ở đây á, thì nếu mà gia đình mình về ở thì cực kỳ là hợp lý luôn. Đó, quá là hợp lý cho gia đình mình, quá là ok luôn nha cô chú anh chị. Đó, cực kỳ là mát luôn ha. Ở đây á, thì được cái là có nguyên một cái sân bóng đá mini dành đến cho những bé nhỏ. Từ đây Tâm đứng ở khu vực cuối đây thì tới là 22m, 22m cô chú anh chị đá được một cái nửa sân bóng đá rồi. Đứng giữa thì để là 11m mỗi bên. Ở đây thì được 4 người đá thôi, chứ mà 11 người đá thì không đủ cho cô chú anh chị. Sân bóng đá mini thôi. Rồi ở đây được cái là gió quá là mát luôn. Đứng đây mà cô chú anh chị mình thả diều đây là bay luôn con diều luôn cô chú anh chị ha. Nhiều khi là kéo mình bay luôn lên như chú cuội lên với hàng Nga luôn cô chú anh chị ha. Rồi ở đây thì cây cối rồi nhà cửa san sát nhau rất là đẹp luôn.
Mình không bao giờ mình buồn khi mà mình đang ở một cái khu vực mà đông dân cư như vậy. Và được cái là cũng yên tĩnh lắm, gia đình mình ạ. Cũng được yên tĩnh, và ở đây thì được một cái là đường xá thông thoáng và có đầy đủ tiện ích, có khu vui chơi giải trí cho trẻ em, vườn sinh thái. Rồi ở đây thì cũng có được là một cái nơi để mình có vui chơi cũng được, hoặc là mình có thể đi thẳng qua quận nhất để mình đi đến tòa nhà Bitexco, hoặc qua Bình Thạnh tòa nhà Landmark 81 đầy đủ luôn. Đó, zoom lên cho thấy luôn, rất là đẹp luôn nha cô chú chị nha. Mình nhìn thẳng thôi, đi khoảng tầm đâu đó là 30 phút thôi cô chú chị, nên rất là tiện lợi cho gia đình mình. Rồi thì Tâm xin nhắc lại thông tin của căn nhà này, gió quá cô chú chị à. Căn nhà này nằm trên trục đường Đo Nguyễn Tấn, Hương Lộ 11. Từ chợ Hưng Long gia đình mình lên trên nhà chỉ mất khoảng là 500 mét thôi. Và ở đây thì cực kỳ là thoáng, cực kỳ là mát cho gia đình mình luôn. Với một cái thiết kế của căn nhà này là một chợp, một lầu, một sân thượng nha cô chú anh chị. Với công năng sử dụng là đường trước nhà là đường 4 mét, đường xe thông luôn, xe hơi, xe tải luôn cô chú anh chị ha. Và có sân trước là 7 mét, phòng khách, phòng bếp, sân sau, giếng trời. Có một cái phòng thờ và 4 phòng ngủ với 4 cái sân thượng cho gia đình mình luôn cô chú anh chị ơi. Nhiều quá, cái gì cũng 44 hết. Và điều đặc biệt của căn nhà này với thửa nhà là 883 là phát phát tài, với số nhà là nhất tài nhất phát là 1318 cho cô chú anh chị. Cái này là được nhà nước cấp nha, chứ không phải là tự bên Tâm cấp. Nên cô chú anh chị mình thấy một cái căn nhà độc lạ ngang 4 dài đến 35 thì quá là hợp lý luôn, với 4 sân thượng và 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ thì quá là ok. Và ở đây thì được cái rất là gần đường nhựa và rất là gần với trung tâm thành phố, thì cách những cái quận trung tâm chỉ có là 15-20 phút tùy theo cô chú anh chị mình chạy xe thôi, hoặc là gia đình mình đi tới các tuyến xe buýt quận, tuyến xe buýt quận 8 hoặc là tuyến xe buýt ở ngay chỗ Hưng Long cũng rất là gần luôn. Hưng Long tuyến xe buýt số 9 thì vô trong nhà chỉ mất khoảng là 5 phút thôi. Hoặc là gia đình mình từ bến xe miền Tây, gia đình lên di chuyển lên trên nhà chỉ có là 7 cây số thôi, thì quá là hợp lý luôn ha. Và nếu cô chú anh chị nào mà thích căn nhà này, hướng nhà là hướng Đông Nam, và với mức giá chỉ có 2,5 tỷ, còn thương lượng mạnh cho gia đình mình, thì cô chú anh chị mình yên tâm và vay được ngân hàng là 1,5 tỷ đến 1,8 tỷ, thì gia đình mình chỉ cần khoảng tầm chưa tới 1 tỷ đã sở hữu được căn nhà quá đẹp, quá tuyệt vời và độc lạ luôn ha cô chú anh chị ha. Thửa đất, thửa nhà là 883 nha cô chú anh chị, là phát phát tài ha. Thì ở đây nếu cô chú anh chị nào thích thì hãy gọi Tâm qua số điện thoại bên dưới video, hoặc là giới thiệu cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp, những ai có nhu cầu mua nhà, đổi nhà, đầu tư hãy giới thiệu cho Tâm. Tâm sẽ hỗ trợ cho gia đình mình có được một căn nhà từ vài trăm triệu, 1 tỷ mấy, 2 tỷ mấy, 3 tỷ mấy, 4 tỷ mấy, 5 tỷ mấy, 6 tỷ mấy, phụ thuộc vào cô chú anh chị và điều kiện của gia đình mình. Và hãy đăng ký like, share, comment kênh của Tâm nha, để Tâm có thật nhiều video đưa đến cho cô chú anh chị mỗi ngày. Và điều đặc biệt là giá cả là tốt nhất trên thị trường luôn. Cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.